Góp mặt tại bảng đấu với những đối thủ như Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ hay Na Uy đang khiến cho thành tích của Montenegro tại vòng loại World Cup bị lép vế hoàn toàn và bắt đầu cho thấy sự hụt hơi. Hiện tại họ có được 11 điểm với vị trí thứ tư cùng thành tích là 3 trận thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua. Quay trở lại trên sân nhà trong cuộc đón tiếp Hà Lan ở lượt đầu tới sẽ là cơ hội cuối cùng nếu như Montenegro còn muốn níu giữ hy vọng mong manh để vượt qua vòng bảng. Phía bên kia đội bóng có biệt danh cơn lốc màu da cam lại đang cho thấy một phong độ cực kỳ thăng hoa và ấn tượng tại chiến dịch lần này. Hiện tại Hà Lan đang có trong tay 19 điểm, đứng ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với thành tích 6 trận thắng, 1 hòa và chỉ có duy nhất một trận thua. Không những vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Louis Van Gaal còn đang nắm giữ chuỗi 4 trận bất bại và thể hiện vị thế số 1 ở bảng G. 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Montenegro sẽ giúp Hà Lan chính thức giành tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Và đội bóng của huấn luyện viên Luis Van Gaal chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này. Có thể thấy rõ chất lượng đội hình của Montenegro không thể so sánh được với những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Dù đội hình xuất phát vẫn đang khỏe mạnh nhưng sẽ rất khó để Montenegro có được kết quả tích cực dù được thi đấu trên sân nhà. Bên kia sân, huấn luyện viên Luis Van Gaal đang có trong tay một đội hình có chiều sâu với những ngôi sao trải cả ba tuyến. Phong độ ghi bàn của Depay vẫn đang ổn định, chưa kể sự chắc chắn nơi hàng thủ khi Van Dijk đã hoàn toàn bình phục và quay trở lại. De Vrij, De Jong hay Wijnaldum đều có thể trạng tốt và hoàn toàn có thể góp mặt trong đội hình xuất phát. Hai đội mới chỉ gặp nhau một lần trong trận đấu lượt đi của vòng bảng với phần thắng 4-0 dành cho Hà Lan. Phong độ của đội chủ nhà rất xa sút khi chỉ thắng 1 trên 5 trận gần nhất, còn lại toàn hòa và thua phía bên kia thì Hà Lan đang sở hữu mạch 5 trận bất bại trong đó có 4 chiến thắng. Do đó tỷ lệ của trận này, Hà Lan sẽ chấp Montenegro 1/3 phần 4. Sẽ rất khó để người chơi có thể đặt niềm tin vào cửa dưới nếu nhìn vào các thống kê về phong độ và sự tranh lệch giữa chất lượng đội hình của hai đội. Dù kèo chấp là khá cao là hai nửa nhưng Hà Lan vẫn là sự lựa chọn đáng tin cho người chơi. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 2.3/4. Bốn 4 trận đấu gần đây Hà Lan đã ghi tới 17 bàn và chỉ một lần để lọt lưới, trong số này có 4 bàn được ghi vào chính lưới của Montenegro. Do đó nhiều khả năng hàng công sẽ lại tiếp tục bùng nổ ở trận tái đấu giữa hai đội, trong khi đó hàng thủ của Montenegro cũng đang chơi tệ khi đã thủng lưới 11 bàn sau 5 trận gần nhất. Và dự đoán của trận đấu này, Hà Lan sẽ vượt qua Montenegro với tỷ số 3-0. <laughs>